đừng có làm kỳ cục nha. Coi chừng tôi nói cho bác sĩ biết đó, anh có còn đau hay không? Còn đau quặn muốn chết luôn, đã đi toilet 2 lần rồi. Anh Trinh. Quay em Mẫn. À anh Trường, anh thấy thế nào? Hey, anh là nhân viên cảnh vụ đã từng vào sân ra tử, bị thương ngoài da đâu có ăn nhầm gì. Còn anh thì khác, anh không có cơ hội tiếp xúc với cấp trên cao cấp như anh. Anh không phải là cấp trên của tôi, thậm chí anh không phải là nhân viên cảnh vụ. Anh đã bị sở cảnh vụ đinh trước rồi, tôi chỉ coi anh như là một người chứng tầm thường để bảo hộ anh. Nè, tôi bị vu oan đó. Sự thật sẽ được sáng tỏ. Chờ tôi được phục chức lại cho anh coi. Nè nè nè, hai người anh đừng có cãi giả nhau nữa mà, đừng có làm rùm beng lên. Em kêu anh có chút chiếc khí được không? Làm như nằm dùng rồi, vậy. Được rồi. Nằm dùng. Anh đừng có kêu anh đi làm nằm dùng nữa nhờ. Em ghét nhất là những người đi nằm dùng đó. Anh Tin à, anh đã hứa với em là sau này anh không đi nằm dùng nữa có phải không? Phải. Nhưng mà đi làm nằm dùng thì còn hay hơn bảo vệ cái anh cờ này. Có thần pháp gì thôi, cần gì bảo vệ chứ. Khổ là từ khi anh bị đình trước tới giờ đã bị kẻ thù phục cách 30 mấy lần rồi. Cái gì đây hả? Vô đây. Cãi nhau, đừng cãi nhau. Để múc canh cho anh uống nhờ, múc canh cho anh uống mà. Anh còn thấy chỗ nào không được ổn không? Cái đầu còn hơi choáng váng, còn chút chóng mặt. Hèn gì mới như vậy, cứ nằm ở đây hoài không chịu xuất viện. Thế ra là các cô y sĩ thì thiệt là xinh đẹp. Ây da, em đã làm phỏng ngón tay nè. Phải rồi cô y tá, chừng nào tôi có thể xuất viện được vậy? Không có cho anh ngó nữa đâu. Phỏng ngón tay đi nè, không ngó ngàng gì tới em hết. Ra ngoài thuốc sức vô đi. Không có cho anh ngó nữa đâu nha. Có ai ngó đâu. Anh làm cái gì vậy? Vừa rồi rất nguy hiểm, cô không thấy sao? Có gì nguy hiểm, anh đi rồi à? Cúi xuống. Nè, đuổi rồi nha. Tôi giúp cô. Anh đừng tưởng là tôi dễ, anh ghét thử làm lần nữa coi. Anh là giám tật. Anh biết thật rồi, tôi cũng nhận ra anh mà. Chết đi. Tổng bộ, tôi là Châu Tinh Tinh, ai gọi tôi? Tôi gọi. Đúng rồi, tôi vừa khám phá ra một tập đoàn sát thủ kinh thiên động địa, còn bắt được một đám côn đồ có tội ác đích đáng. Xếp tới đây bắt người đi, có tôi tham dự. Xếp lên kêu tới hiện trường ngay. Bây giờ tôi đang bảo vệ người chứng, không có đòi hỏi được. Xếp lên kêu ngừng hết mọi việc và tới hiện trường ngay. Ngừng hết mọi việc. Ờ, vậy được. Quay quay quay, đứng yên, tôi cầm súng đã. Anh Trinh đâu? Tất cả đến thành thứ nhất, xe hoàng chỗ tư. Đã xảy ra chuyện gì? Tổng bộ có chuyện gấp, gọi anh đi rồi. Uê, cái ống này đứt rồi, mau lấy cái ly tới đựng đỡ giùm tôi đi. Dạ. Mở đầu. Tôi lấy đi quốc nghiệm đi, tình hình thế nào hả? Bây giờ tình hình ra sao? Vụ án hung sát đó. Tôi nói nạn nhân là người hay là vật? Là người. Ai dành cho tiếng vô giao thiệu mày hướng sửa lại lẽ chẳng mạn. Gì? Nếu phá hồ lũ xí. Đi bên vậy. Tôi là Châu Tinh Tinh nè. Trong tập thứ nhất ông có dạy tôi khóa học rồi. Tôi đâu còn nhớ tôi có dạy khóa học. Tôi là quan pháp y. Còn anh là ai vậy? Châu Tinh Tinh. Hồi nãy nói tôi cái gì? Không có. Thế mà xui. Có gặp sếp Lê không gì? Anh muốn nói sếp Lê nào? Là sếp Hồ Lê đó. Thường tự xưng là thần thám hùng tài như là thần thám ở trong cine. Sự thật là anh chàng rất tệ đó. Cái chân của chàng kia bị anh đạp rồi. Sorry sir. Không đau chứ? Trước công chúng nói tôi già đã chưa? Đã rồi hả? Ở cái vụ án mạng này. Cái vụ án mạng này rất là tàn nhẫn. Nạn nhân là một tỷ phú tên là Dương Bách Dạng. Hai tay bị người ta trói thành giường và bị đâm chết. Còn lưu lại rất là nhiều tinh trùng. Giống như là một cảnh tuồng ở trong giới tuồng cine gần đây. Xem cờ tới đây có gì vậy bảo? Anh xem tấm ảnh này trước đi. Ê, sao lén chụp hình của người ta vậy? Cái chuyện tôi giận đó. Đây là tấm ảnh của người chết. Anh ta có diện mạo giống nhau như đúc, chỉ khác ở nút ruồi. Sao lại có chuyện như vậy chứ? Anh muốn sao đây? Tất nhiên là có lợi cho anh rồi. Xin lỗi nha, để tôi lau cho. Ê, giấy vệ sinh này lấy đâu? Ở trên giường đó. Nạn nhân dùng để lau đồ đó. Làm gì? Anh nói coi. Không sao đâu, coi như là mỹ dung đi. Phải không sếp? Cái ly tinh trùng hồi nãy đâu? Ở đây rồi. Ủa, sao hết trơn vậy? Ê, anh Tinh, anh có biết là phá hoại chiến vật ở hiện trường rất là nghiêm trọng hay là không? Trừ phi anh làm theo chỉ thị của tôi, bằng không sẽ cắt chức anh.
Nè, nhiệm vụ của anh là giả làm Dương Bách Dạng về nhà ông ta, theo dõi vợ ông ta là Julie Tang, cùng với một người bạn thân thường tới lui là Lâm Đại Nhạc. Hai người này có nghi ngờ lớn nhất là giết ông ta. Như vậy tức là kêu tôi lại đi làm nằm dùng nữa phải không? Thật ra danh từ chính xác nhất thì phải nói là kẻ chỉ điểm người đưa tin, dây anten người mắc tin, hoặc giả gọi là người khốn nạn cũng được. Giang sinh anh, đừng bắt tôi đi nằm dùng nữa mà. Tôi để với bạn gái là không có làm việc này, nếu mà còn làm thì sẽ mất luôn con vợ đó. Xin anh làm ơn làm phước coi tôi như một kẻ ăn xin đi, xin tội nghiệp tôi đi, ăn công mà, ăn công mà. Anh có thể không làm. Kêu ai vào đây lấy khẩu cung anh ta, vì anh ta cố tình hủy hoại chiến dịch quan trọng. Yes sir. Làm gì dữ vậy? Muốn hù chết người ta. Nếu mà tôi không đi thì chắc chắn là có người khác đi mà, phải không? Cùng lắm là anh đó, nói thế nào thì tuân lệnh thôi anh. Madonna làm gì anh cầu xin tôi 8 lần tôi cũng chưa thuận. Huống hồ là anh Mạch Đăng Hùng hả? Madonna. Vậy anh nể tình đừng có phái tôi đi. Không được, anh nhất định phải đi. Anh chỉ có tài nói ngang ngược. Nói ngang ngược là sở trường của tôi, anh biết sao? Thì là tức chết đi. Anh là cấp trên của tôi, xin đừng có hiếp đáp được không vậy? Bản thân của tôi là quán quân hộ ạc sông Thần Quyền, còn biết giờ anh thủ cựu âm mạch cốt cước đã có liền mấy mươi năm rồi. Nếu muốn tỷ vợ tôi có thể nhường anh đôi chân đôi tay, dùng cái lưỡi không thôi có thể đánh ngã anh rồi. Còn kêu tôi đi hay không? Nhưng mà nếu anh bắt tôi đi chắc chắn là có nguyên nhân. Tôi suy nghĩ lại, tôn trọng sự quyết định của anh. Ok. Thật ra tôi cũng rất thích cái tên chỉ điểm đó. Tất cả do nói không phải tôi ép anh. Đừng có điên, tụi mình là quen biết với nhau tại sao lại nói như vậy chứ. Xếp lê anh này thiệt là. Nè, tụi mình đồng sự mà, cho mình 200.000 mua căn nhà đi. Từ ngó anh đã biết người không có nghị khí mà. Dù thế nào tôi cũng hô anh khám phá đi ha. Ê anh em rể họ tương lai của tôi, tôi muốn mời anh lâu rồi, tụi mình đi dùng trà nha. Nhưng anh cho tôi mượn 20.000 trước đi. Nè, anh đang còn bị kỷ luật, còn muốn cái vỏ trò gì đó, đừng làm hại đến người ta. Tôi định báo cáo được không? Tôi bị phụ nữ phí lẻo kìa. Khoan đã. Nè, lúc nãy anh nói dù sao cũng ủng hộ tôi mà. Nếu anh chịu làm, tôi sẽ ủng hộ anh. Vậy được rồi, tôi muốn cho anh này làm trợ tá của tôi. Hàng thứ ba ghế số 4 đó. Làm gì sợ dữ vậy? Mất mấy gì thế anh? Nhờ, sao lại thế trễ quá vậy? Ở sở có nhiều việc làm. Sao hả? Vậy tuần này diễn tới đâu rồi? Coi kìa, nói đến người đàn bà đó cùng với người đàn ông đang ở trên giường. Người đàn bà đó có lấy cây gấp nước đá cứ đâm vào anh ta. Nhờ, em có gì muốn nói với anh? Gì? Em đã xin nghỉ dạy học rồi. Em định là dùng toàn lực để giúp cho má của em quản lý tiệm bán hoa đó mà. Đó, em định là sẽ lấy những hoa đường mua bông của mấy cái khách sạn và mấy cái nhà hàng về làm. Anh thấy vậy có được hay không? Được, hay đó. Anh không có gì muốn nói với em. Gì? Bắt đầu từ ngày mai anh lại đi nằm dùng rồi. Anh nói gì đó? Anh nói là bắt đầu từ ngày mai anh lại phải đi nằm dùng nữa. Bệnh không ngán hay sao? Anh ngán rồi, nhưng cấp trên của anh không có ngán biết làm sao đây. Nên anh giả làm ai vậy? Làm người chồng của người đàn bà đó. Là của mụ đàn bà nào? Em đừng có nói cho ai biết nha. Là Julie Tang đó, thường xuất hiện ở trong tạp chí phụ nữ đó. Chỉ có thể nói được bấy nhiêu thôi, những chi tiết khác đều phải giữ bí mật. Em không phản đối chứ hả? Cần gì phải sợ như vậy, hay là muốn lợi dụng tôi? Tuyệt đối là muốn lợi dụng cô rồi, của Bạch Tuyết công chúa. Anh ngồi đi coi đi, em đi về. Quê. Xin lỗi nha. Em Mẫn,